Chào các bạn, bữa nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chia động từ ở thì quá khứ trong tiếng Tây Ban Nha. Có nghĩa là ở những clip trước thì mình trình bày là nếu chẳng hạn như hiện tại bạn nói bạn làm cái gì đó mà cái việc nó diễn ra hiện tại thì mà mình chia sẻ kiểu khác. Còn bây giờ đó là bạn muốn nói là bạn đã làm cái gì đó trong quá khứ. Nó không xảy ra ở hiện tại mà nó xảy ra ở quá khứ. Thì cái cách chia động từ nó sẽ có khác biệt một chút. Đó là đối với động từ nguyên mẫu đuôi A, chẳng hạn như hablar là nói, thì bạn muốn nói là bạn đã nói đi, thì lúc đó bạn bỏ đuôi A, bạn thêm đuôi E vô. Chẳng hạn như nói là tôi đã nói thì nó sẽ là hablé, hablé là tôi đã nói. Còn nếu mà nó muốn nói là bạn đã nói thì bỏ đuôi A, thêm đuôi aste vô, thì cái chữ aplaste có nghĩa là bạn đã nói. Chỉ cần nói chữ aplaste là được, không cần nói tu nữa, tại vì trong cái aplaste này đã có chữ tu trong đây rồi ha. Nó chia như vậy có nghĩa là nó đã chỉ ra cái chủ từ đó là tu rồi. Còn nếu bạn thêm tu vô nữa thì có nghĩa là bạn nhấn mạnh là bạn nói, nhấn mạnh chữ bạn thì bạn mới thêm tu vô ha. Thêm tu thì cũng có gì sai hết, chẳng như aplaste này cũng vậy nữa, bạn ghi aplaste là người ta hiểu là tôi nói rồi. Rồi tương tự nếu mà chủ từ loại 3 chẳng hạn như ông ấy, cô ấy, quý bạn thì là bỏ đuôi A thêm đuôi O vô, hablo. Đối với chúng tôi, chúng ta thì bỏ đuôi A thêm amos vô là hablamos. Đối với các bạn thì bỏ đuôi A thêm đuôi astais là aplastais. Đối với các ông ấy, các cô ấy, các quý bạn, các bạn thì bỏ đuôi A thêm aron vô là aplaron. Những đuôi A khác cũng tương tự thôi, nếu nó họ là động từ đúng quy tắc nha. Có rất nhiều động từ bất quy tắc các bạn cũng phải thuộc lòng á. Nếu theo đúng quy tắc thì những động từ nguyên mẫu đuôi E chẳng hạn như comer là ăn đi, hoặc là những động từ đuôi nguyên mẫu đuôi I như bibir là sống đi, thì nó sẽ chia giống nhau trong cái trường hợp về chia thì quá khứ đơn. Đó là các động từ đuôi E đuôi I sẽ bỏ đuôi hết và thêm lần lượt các cái hậu tố tương ứng với cái chủ từ ở đây. Chẳng hạn như vô á, thì bạn thêm y vô, tu thì bạn thêm xt vô, chủ từ loại 3 en e dai usted thì bạn thêm io vô, nosotros thì imos, vosotros thì estáis, ellos, ellas, ustedes thì bạn thêm hierón vô. Chẳng hạn như nói là tôi đã ăn, chẳng hạn như là nói tôi đã ăn thì nó là comí, bạn đã ăn comiste, anh ấy, cô ấy, quý bạn đã ăn comio, chúng tôi đã ăn comimos, các bạn đã ăn comistais, các anh ấy, các cô ấy, họ đã ăn, rồi các quý bạn đã ăn, các bạn đã ăn thì mình comieron, ha. Tôi đã sống bibi, bạn đã sống bibiste, anh ấy đã sống, cô ấy đã sống, quý bạn đã sống bibio, chúng tôi đã sống, chúng ta đã sống bibimos, các bạn đã sống bibistais, họ đã sống, các quý bạn đã sống, các bạn đã sống bibieron. Sau đây mình sẽ liệt kê một số cái ví dụ như là ella camino por el parque, cô ấy đã đi bộ ở công viên. Ella là cô ấy, caminar nguyên mẫu nó là đi bộ, thì khi chia cho thì quá khứ đối với cái ngôi thứ ba số ít giống đực là ella, xin lỗi, giống cái là ella thì nó sẽ là camino. Cái quy tắc thì bạn coi ở phần đầu của clip ha, nó có hướng dẫn. Por tại ở, en parque cái công viên. Cái ví dụ thứ hai nữa là ellos llegaron a las ocho. Ellos là các anh ấy, động từ nguyên mẫu llegar tức là đến, nhưng mà đã chia cho cái thì ellos là chủ từ loại 6 á, là các anh ấy á, thì nó sẽ trở thành là llegaron. Quy tắc thì các bạn coi lại ở đầu clip ha. A là lúc, las ocho là lúc, là 8 giờ. Cái ví dụ khác nữa là ayer escribí tres cartas, có nghĩa là hôm qua tôi đã viết ba cái bức thư. Chỗ này là ba bức thư. Ayer là hôm qua, động từ nguyên mẫu escribir tức là viết, nhưng mà dùng cho chữ tôi mà ở thì quá khứ thì chủ từ loại 1 á, thì nó sẽ là escribí. Tres là 3, la carta là bức thư, ba bức thư là las cartas,
nhiều bức thư, cho nên ở đây nó là cartas, tres cartas, ba bức thư ha. Vivimos ahí por 4 años. À, chúng tôi đã sống. Aquí là ở đây, allí là ở đó. Por là trong vòng. Cuatro, bốn. Años, el año là năm. Años là những năm ha. Chúng tôi đã sống ở đó trong vòng 4 năm.